Đây là một chiếc Quay A, nhưng mà không phải nhãn hiệu Honda đâu các bạn nhé. Xe này là xe 50cc. Đó, xe này đang có giá bán là 12 triệu 590 nghìn các bạn nha. Xe đi không cần bằng. Chỗ này có một chiếc màu đỏ này. Đấy. Ngoài ra thì ở đây có rất nhiều những cái dòng xe mà 50cc khác. Đây là xe của SYM 50cc. Giá bán của em nó là 14 triệu 990 nghìn. Những chiếc xe này ấy, thì nó rất phù hợp với các bạn sinh viên hoặc là những ai chưa có bằng, các bạn là học sinh mà các bạn muốn có một chiếc xe máy để các bạn có thể đi lại cho nó thuận tiện thì xe 50cc luôn là một cái lựa chọn cực kỳ là tuyệt vời. Đây là chiếc xe chính hãng của hãng SYM nhé các bạn nhé. Có rất nhiều màu xe để các bạn có thể lựa chọn. Từ màu đen này. Đó, chiếc này là 15 triệu 690 nghìn. Chiếc này 14 triệu 990 nghìn. Chiếc này màu xanh. Màu xanh GP. Chiếc này nhìn cũng rất là đẹp này. Đây, con này màu đỏ. Giá bán đây ạ. 14 triệu 990 nghìn nha. Chiếc bên này 15 triệu 200. Ai nói là xe 50cc không đẹp đúng không các bạn? Cũng ra gì gớm ấy chứ. Đây, SYM 50cc. Vành đúc đàng hoàng. Đấy, chiếc này là Galaxy này. Nghe cái tên thôi đã mê rồi. 17 triệu 550 nghìn cho một chiếc Galaxy. Có rất nhiều màu, các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Đây, còn khu này là xe dành cho nữ. Angela, cũng của SYM. 15 triệu 990 nghìn. Rồi chúng ta cứ gọi là 16 triệu đi, cho nó dễ thở. Đấy, còn bên này dạng cúp cũng rất là đẹp luôn. Cũng 50cc. Giá bán đây ạ. Đây là Dream huyền thoại. Xe Honda thì họ không sản xuất Dream nữa, mà chỉ còn những dòng xe liên doanh thôi. Giá của em nó là gần 12 triệu. 11 triệu 990 nghìn cho em Dream đèn lồi. Phía bên này là xe đạp điện. Giá bán đây ạ, 12 triệu 500 nhé các bạn nhé. Rất nhiều màu luôn. Đấy, những chiếc bên này thì phù hợp cho các bạn nữ. Đẹp cực kỳ luôn. 16 triệu 800. Đây, màu này rất lạ này. Chiếc này 17 triệu 500. Đây, mấy chiếc bên này nhìn cũng đẹp này. Trắng Ngọc Trinh. 20 triệu 590 nghìn cho một chiếc. Chiếc này nhìn đẹp lắm này. Đó. Đây cũng SYM luôn. 24 triệu 990 nghìn. Ngoài ra thì ở đây có rất nhiều những cái dòng xe điện, xe tay ga, xe số. Các bạn đến đây thì thoải mái lựa chọn, kiểu gì cũng mua được một chiếc, hoặc có thể mua được rất nhiều chiếc. Cái tên nó hơi khó đọc, mình tiếng Anh thì hơi bị ngu, mà nhà sản xuất thì họ cứ hay để tiếng Anh, thế mới khổ. Ở đây thì âm thanh nó hơi bị ồn, nhưng các bạn thông cảm nhé. Đó, chiếc này cũng đẹp này.
tên gọi là gì ta, Cari à. Xe này nó giống kiểu xe Scoopy, 19.500.000 cho một chiếc này. Thực sự đẹp luôn các bạn. Ở tất cả những chiếc xe mà mình quay ở đây các bạn có thể mua trả góp. Nếu mà mua trả góp thì các bạn chưa đủ 18 tuổi thì các bạn cần có người bảo hộ nhé. Nó đơn giản như kiểu các bạn bảo bố mẹ đi mua xe cho ấy. Hoặc là bạn gái nào mà có người yêu thì bảo người yêu mua cho cũng rất là ok luôn. Còn nếu người yêu các bạn không mua xe cho các bạn thì các bạn cứ việc liên hệ với mình. Đây, xe Tega SYM. Xe này là xe chính hãng nhé các bạn nha, không phải xe tàu như mà một số dòng xe khác đâu. 25.500.000 này. Xe ga thì chỉ có duy nhất SYM mới có cái giá tiền bằng đấy thôi. Còn với giá tiền này ấy, các bạn chỉ có thể, nếu như mà một số dòng như kiểu Yamaha hoặc Honda thì các bạn chỉ có thể sở hữu xe cũ. Mà xe cũ thì lại phải có bằng. Còn xe này thì có rất nhiều chiếc các bạn không cần phải bằng đâu. Đấy, yên màu hồng cực kỳ là nam tính. Chiếc này màu đỏ này, đỏ công tử này. Giá bán đây các bạn nha, 25.750.000.